rồi. Chị ra để chạy xe. Rồi đưa chúng nó lên coi. Cái tay rửa coi, đưa chúng nó lên coi. Nè, cái này 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 này. Rồi chuẩn bị cái kia sẵn đây. Rồi luôn. Nó luôn chứ. Trời không không kịp sức chống nắng luôn. Không kịp sức chống nắng cái bà luôn. À, sợ trễ quá cái bà đi đâu bà đi ngủ. Thường mà em like tầm 2 rưỡi 3 giờ nha. Là thôi thì thôi làm như bữa bà cũng gục hay sao. À, cho giảng bài kiểu là kể chuyện cười nghe cũng đi ngủ luôn. Rồi nó ế, ta nói ế. Ế ế ế. Chết mẹ lỡ sức cái mặt gì bạch tạng rồi. Hơi bị lốn tài rồi bà ơi. Em trộn mới xuất hiện rồi. Hơi nhiều rồi nghe không ba lắm ba là hơi nhiều quá. Đứng cái bên mà còn chưa thấy xong đó. Rồi đứa này cứ hỏi đứa kia hoài. Có nhiều cái người ta đang gắt lên cái nào. Tùy theo tình thế mãi. Rồi gọi kìa anh ơi. Anh gọi kìa. Anh trai. Trời ơi em xích cái này lỡ nhiều quá mấy chị ơi. Xong cái giờ nó bệt rồi. Trời ơi chị ghe như xích kem trộn luôn em. Đáng là phải đi rửa mặt á. Xích kiểu này là nó sẽ bị nó mụn á. Trong nhiều lớp nó sẽ nó mụn. Hello. Chị ghe nha. Chị ghe nha mà nhóm họ mấy chị kiểu chuẩn bị mà mai lại xích giá đám nói nó mơ đó. Lợi chồng là hỏi cưới nhẹ nhàng mà hồng ấy nha. Hồng nhẹ nhàng 900k chết trong nhầm bữa ra rồi lên sàn nè xe đó là mặc 900k chết không nhớ nó cái quần mấy cái váy rồi váy rồi áo rồi shop người ta mít rồi em gửi cho nhau này nó mua luôn vậy em không có thời gian mít. Rồi, nghe viết dưới 900 này đơn giản dễ thương nhẹ nhàng nè. Chị viết ra thì hiền nè. Rồi, ok cái. Ở chừng dính mực nha, cái tay áo ấy, em thường xuyên mặc hay bị dính mực. Rồi lên sale nha. Cao thủ bằng tranh thủ giùm em chút đơn 9 triệu. Ơ 900 mới lột. Rồi. Lên sale trước đi cho nó ấy nè, đồng hồ 2 triệu rưỡi ní ơi. Trời chiếc nhẫn này rẻ tao nó hồn sức gió mây luôn nha. À trời ơi. Đẹp xỉu luôn em. 41.800. Bữa nay xe chiếc nhẫn này bà giá tao nói quỷ diệt luôn 24 triệu. 24 rồi được. Cái này nhận em từ 4 rưỡi 54 63 em 24 triệu giùm em. Mì năm gạt mai lên chắc giờ đang lên sòn này 41.800. Bình thường cũng bán trên 33 33 rồi đó ha. Rẻ rẻ cũng xe 27. Bữa nay xe chỉ có 24 triệu thôi. Sốc bill thôi cái. Rồi để em cho nó sắp bill lại nào ha. Rồi 24 chứ tình yêu Ngọc Bích 24. Giỏ sòn rẻ cho nó đang nát luôn. Rồi em có một cái nào. Đây. Dây với mặt sale luôn em. Em chốt mấy chị luôn dây mặt GG 5 triệu 24 em chốt cho tình yêu Bích Ngọc. Set chi với Vĩnh Cửu em chốt cho tình yêu Thi Hiền rồi. 900k Vĩnh Cửu cho Thi Hiền làm ăn cho nó Vĩnh Cửu may mắn cái Vĩnh Cửu cái gì nó cũng lâu dài. À, rồi cho em dây mặt sòn luôn nghe 5 triệu giùm em. 4 số 97 triệu 3 ní ơi. 4 số 97 triệu 3. Rồi dây hột 2 ly 4 nè mấy chị. Bữa nay chê xả sập sàn mấy chị nha. 145 triệu là giá đã sale nè. Em chốt mấy chị 120. 120 triệu mà 2 ly 4 nghe mấy chị. Sò luôn giùm em bán 120. Lỗ có 20 triệu á, lỗ có đó. Rồi 5 triệu chứ tình yêu lũng mớm. Mã số 5. Hộp 2 ly 4, 4 tắc 2 giùm em tanit á. Sò dày luôn em 120 triệu. Trời giá quá rẻ luôn nha mấy chị. Cái này phải tháo cái áo ra để em tháo nè. Bán rồi phải không? Đây em đeo cho mấy chị coi. À. Tháo áo cũng khỏe không ấy vô mày. Dòng đang mang ấy chết 31 triệu 300. Rồi dây nè. Cái Vinh đang đeo là 4 tắc 2.
không có lật nha. Đó, 145 sale còn 120. Rồi tình yêu Mỹ Duyên đẹp lắm Duyên ơi, 2 ly tư lên cơ, 145 á. Nói chung là cái mã này xe xa lỗ vì nó không phải là đồ nước, nó đồ mới. Rồi tình yêu Mỹ Duyên chốt đơn 120. Chị Hoa Lê hả chị, là gì chị? À không, chị có chị đầu tiên, nhưng mà chị chuyển người mình nhìn hôm ấy. Đồng hồ đang đeo có 2,5 triệu đồng hồ thời trang chứ. Ờ à, một cái mặt sầu này rẻ xuất hồn luôn. Nguyên cái mặt hộp ghép này, hộp to không, 4-5 tầng hộp luôn, 3 viên trụ có chính giữa to luôn. 120 là chốt cho bạn bao da, mình lỗ có 20-25 triệu luôn, dây đó mình đeo đó. À, chưa mấy đâu, 43 triệu, bao giá chứ không mắc mắc cho bạn đâu, hộp có tới 2 ly tư là Mỹ Duyên ơi. Ví dụ có ấy cho 119 triệu đi ha, cho nó có chút xíu lọc, cho nó đeo cho nó nhất cơ dĩnh cũ giùm em. 43 triệu sale còn 36 triệu luôn giùm em con này, gần 20%. 43 em sale còn 36. 2170 người ta chuyển rồi chứ ơi. Nhẫn sale 1 triệu người ta chuyển rồi nè. Trời ơi đẹp giả mang cho mấy chị. 43 triệu. À bây giờ sale còn 36 triệu, 5 triệu 4 tắc 2 đeo vừa chị yêu ơi. Chị qua lê người ta chuyển rồi. Không được cái ơi. Chị bán lỗ nhiều dữ lắm rồi thiệt. 119 hết giá không được để Vinh đeo không sao mấy gái. Rồi chị yêu nào đây, Thanh Lan đổ. Em có cái dòng sầu nè, 2 ly 3, 2 ly 4. Không phải 2 ly 2 đâu nha, mà tay đánh tàu lao đó. Em chốt cái dòng mấy chị luôn, giá yêu thương đông đầy luôn em. À, 3 hàng hộp em chốt cho 48 triệu. 36 mặt trái tim em chốt chiêu Thanh Lan đổ. À, quá đẹp. Rồi 119 chốt tay nhất cho tình yêu Mỹ Duyên, nó thiệt mà. Em hết rồi chị Thảo Vũ Lê ơi. Rồi Ni em đang cầm này Ni 48-50. 50 mấy triệu sale còn 48, hộp giữa là 2 ly 3, 2 ly 4. Nó tới 3 hàng hộp nha cả nhà. À, mà bây giờ mấy chị mua cái đầu 4 thôi. 48 triệu rẻ như cái giọng bạch kim, mã này là sòn nha. Sòn 3 hàng hộp 48 triệu. Lòng trong luôn nè. Đó, à, giác lòng luôn. Chỉnh sửa đi vô tư. Em chốt cho 48. Đẹp rẻ em 3 hàng hộp. Lợi xí kia mấy chị, lợi xí. Bông tim 3 ly 6 hôm qua ha. Dây 119 em hết rồi chế ơi, chế mai tinh hưng ơi. À. Rồi em lên luôn cho con này 45 triệu nha. 45, chơi đẹp luôn. 5 ly 4 nước truyền. Dòng đó em chỉnh sửa đi được cho mấy chị nha. Trước mắt là 48-50. 48 sửa mã 45 luôn đi. Em chơi cho nó bứt nóc nhà mùa ghê ca này. Rồi giỏ này chị nào nè, 5 ly 4 nước truyền VS1 viên này chị nào lấy em chốt. À, con là cái hộp này chút xíu con ơi. Ồ quên đó mày, cái giỏ đâu có bán được. Cái giỏ hộp 75 triệu hả ta. Cái giỏ 38 triệu sẽ 27 triệu 500. Em chốt cái giỏ cho mấy chị 25 triệu. 25 cái hộp em chốt cho 25 luôn. Nguyên giỏ hộp 50. Nguyên giỏ hộp 50. Đây coi lại cái dòng này á. Nguyên giỏ hộp 50. Và dòng đang mang là dòng bạch kim chứ. 31 triệu 300 xe 1 triệu 1. Không nhớ hết chứ. Để xíu em coi em lấy ra nha. Nè 45 triệu. 45. Giỏ này là em chốt 25. Hộp em chốt 25. Ưu tiên ai lấy giỏ hộp giùm em là 50 triệu. Ưu tiên lấy giỏ hộp giùm em. Cái này mấy chị mua không có giá này đâu, giá yêu xinh đẹp. Ờ, dòng 51 không có chứ bên này không có dòng 51. Dòng tay em chốt cho 45 triệu đi, 48-50 đeo dừa. 3 hàng hộp luôn á trời. Lỗ luôn á, 36 Thanh Lan đổ. Thanh Lan đổ. 50 là giá quá rẻ đó Kim Hương. À, để không là chị sẽ bán lẻ, em ưu tiên em lấy trước. Em ưu tiên giỏ hộp nha. Giỏ hộp có 50 à. Rồi em chốt tình yêu Trần Huyền. Em làm biến tách nữa chị, tách chút xíu em không nhớ. Rồi cho tình yêu Trần Huyền giùm em. Đồ chưa đi đổi mẫu lỗ 5%. Em ơi đồ đi rồi trong tháng lỗ 10%. Rồi 50 em hết chú ơi Trần Huyền. 36 con để mặt trái tim sau con Nguyễn Liễu đi con. À, để sau Nguyễn Liễu. Em có ra bông này mấy chị, 4 ly rưỡi nước D luôn này mấy chị. 4 rưỡi nước D. Viên viên ô mẫu ơi. Có làm tem viên 4 rưỡi 54 xong gì có chưa? Nó chưa làm cho em xong đó mấy chị ơi. 4 ly rưỡi nước D VS1 luôn mà em, bán sẽ lên luôn mà em nè. Rồi giỏ bông 24 triệu em sale 15%. Em chốt cái giỏ 20. Ai sale 25 luôn chứ. Giỏ em chốt cho 18. Cặp hộp em chốt cho 32. Nguyên đôi bông em chốt cho 50. Rồi chị nào lấy giỏ không thì 19 ha. À, em bán nguyên đôi luôn gì giùm em nè đó. Giỏ hộp luôn mà em 4 rưỡi D. Rồi mấy chị, 50 triệu. 4 ly rưỡi D VS1 đó. Đẹp giá mang cho.
chiếc nhẫn 24 triệu yêu bích ngọc xả nè. Đây chiếc nhẫn nó rẻ lắm á bà, nó to đùng luôn nha. Rồi chị nào lấy vỏ em chốt cho 18 cặp hộp, em chốt cho một viên 16, hai viên 32. Đây Nghi Phương chế ơi, ơi chào tình yêu ơi, Ngọc Thanh. Rồi đẹp chưa, 5 hàng hộp 31 triệu 300. Rồi bông tai em chốt đơn, nhẫn 24 con vô lời cô Thí An đi con. Rồi bông tai chị nào lấy cái vỏ em chốt cho 18 cặp hộp, em chốt trong viên 16 hay viên 32. Ưu tiên ai lấy vỏ hộp em mang 49 triệu, bông với vỏ luôn 40,5 màu đê nha mấy chị, khoen bật nha. Hộp tắm xung quanh tới 2 ly 1 2 ly 2, không phải tắm nhỏ đâu. Rồi bông toàn tan vuông nè, em có một đôi duy nhất nè, 49 triệu nha mini, 4,5 ly nước đê. Chị nào lấy vỏ con em bán cho 18, hộp em chốt cho 16 triệu viên, hai viên 32. Bông em chốt inbox hay chứ là chụp đúng không, là chưa chốt đúng không chứ, không chốt với tình yêu Phạm Hương, chụp cho tình yêu Phạm Hương coi. Đây nè đôi này ở trên 3 hàng hộp luôn, ghép Amaro 2,5 ly. Đôi này mấy chị mua không dưới giá 39,500 nha. Em chốt mấy chị đôi bông này 30,500 ngàn, 30,500. Cái đó lấy 1 lần 2 hộp đó ghép nè. Trời ơi đẹp giả mang luôn, đẹp giả mang, xem 1,1 triệu là rẻ nhất luôn rồi đó gái yêu xinh đẹp ơi. 31,300 xem 1,1 triệu em đã tặng tiền si trắng rồi. Và ni tay 52, 53, 54, em tưởng làm đi 55 được cho chị nhưng mà làm không được, nó không bẻ quan được, bẻ luôn gãy chứ. Tưởng như mấy cái dòng kia là bẻ quan, dòng là 45 chứ, dòng 54 sao còn 45 chứ, lấy đi em xả lỗ ha. Xả lỗ 48 thì có lời, 45 là bán lỗ. 30,500 cho tình yêu Thu Hoành. Quán lấy bông tai á cơ, dòng là 313 nha. No, vậy là không phải bông tai. Rồi xả bông tai 30,500. Rồi dòng là 31,300. Huyền Trăng xả chiếc nhẫn 50, chiếc nhẫn nữ hoàng em còn kìa mấy chị. Chiếc nhẫn 50 triệu em còn nha. Rồi rồi chị Vinh nghe. 313. Rồi tặng si nha con, ghi vô nè, 313 tặng si. Vỏ nhẫn em chốt cho 25 triệu. Hộp em chốt cho 25, vỏ hộp em bán 50. Ê nó nghe này cho nước uống thì tự nhiên cho uống nước, giờ cái viên thuốc của con nằm ngang trên bản họng á. Là tự nhiên đó giờ mấy cái đưa uống nha. Nằm ngang trên bản họng nè. Chưa lấy nước chơi chu chu gì xuống uống đi con. Rồi em hết rồi. Rồi lấy luôn 50 cái tình yêu Thu Quanh nhẫn nè con. Ok chế, cảm ơn chế nha. 50. 50 em hết luôn. Rồi em có một cái này. Nhẫn gắn nè, 13 năm 13 nè. Rồi em sale cho mấy chị luôn 10,500 ngàn. 10,500 rồi, nên em đi 11, 12. Vòng sòng 45. Con chụp cho cô Tiết Cơ coi luôn đi. Chị Quang, chị Nguyễn Liễu có lấy không? Lấy lại em chụp Tiết Cơ đợi xíu chị gái ơi. Gái đợi chút. Bông này mày gái, sòn luôn 30,500 ngàn. Rồi nhẫn chút em đi 11, 12. 13 năm sale 13 rồi nè ha. Hộp tới 2 ly mấy nè. Em chút đơn 10,500 ngàn nhẫn gắn sòn 105. Đeo ngón giữa, ngón danh gì cũng đẹp hết trơn. Nè, đó. Nhẫn xả người ta lấy luôn rồi chứ, xinh đẹp. Xả người ta lấy luôn rồi. Chốt 10,500. Xả 50 người ta mua luôn rồi ní ơi. Rồi chủ sòn luôn mấy em này, 11 triệu xe 15,500. Chốt em 9,350. 9,350. Rồi nhẫn nhắn tình yêu Lê Trang Liên nè, 105. Đó. Tắm hả chị, tắm 2 ly 3 2 ly 4, chị 3 hàng, chị yêu ơi, hàng ngoài hộp nhỏ, chính giữa hộp lớn. Bông nụ có nè gái, 4,8 triệu bông nụ nè, phong bự nè con, vô trang phụng thanh nè con, 4,8 triệu trang phụng thanh. Ok gái, gắn anh em chốt cho Liên rồi gái ơi, hết rồi. Liên đây cọc giùm em á. Rồi chốt đơn 9,3 triệu, bán 9 triệu luôn, trà mi luôn nè, chơi cho nó quên cả lối về. Rồi 9 triệu. Rồi bông tai chủ sòn 3,8 ly 3,9 ly nha. Em bán cho mấy chị 26,500. Kiều ly đá chanh thì bình thường đi con. Kiều ly đá chanh bình thường đợi mệt quá. Tự nhiên này cho nó uống viên thuốc, nó nằm trên bán họng thôi trời. Sao tự nhiên hôm nay bình thường chú nó chú không nổi. Chủ sòn mấy chị, chủ sòn 3,8 ly nha. Vừa vỏ vừa hộp luôn em 26,5. Vỏ hộp luôn 26,5. Thôi em có chiếc nhẫn nữ hoàng này đẹp quá. Chuẩn bị mấy chị lên đi mán nhẫn này, tao nói giá tao nó banh chành té bạ. Hộp thì to đùng luôn, em rồ 3 ly luôn em. 48 triệu là cũng chanh bằng tanh bằng té bạ đó. Rồi chiếc nhẫn này
Bà nào bỏ lỗ uống nha. Em chốt cho mấy chị luôn 36 triệu. Em chốt chiếc nhẫn to đùng luôn 36 triệu. Bông tai 26 triệu 500, ba ly 8, ba ly 9 nha. Giỏ sòn, chủ sòn luôn. Đổi lỗ 10 bán lỗ 15. 26 triệu 500. 265 nha Thảo ơi, mấy 26 nha Thảo. Bán bây giờ phải lên cho nó băng chành bự bự vậy đó. Rồi một đơn có đơn nè. Bông em chốt luôn cho 30 nha Tiết, lấy đi Tiết. À, tôi bán luôn cho 30 Tiết ơi. Rồi 36 triệu em chốt cho ai đây? Phạm Anna nè, hết nè. Em chỉ chốt có một người duy nhất thôi cho nên chuyển cọc giùm em á. Chuyển cái này chỉ hết rồi. Hút khác 3 ngày chỉ có 10 nữa. Được được, tính đi chị đi. Đây đây cũng to đùng luôn ha, 48 triệu 500 luôn nè. Em chốt 36 năm. À trời ơi, chiếc nhẫn mấy chị đường kính ngang gần 2 phân luôn. Quá trời đẹp luôn nha mấy chị, hột tấm thì trắng tươi luôn. Đẹp xuất sắc, nhận 4,5, 4, 6, 3. Dạ hột tấm nó chỉ là VVS, VS thôi, đâu có nước gì chị, nào chủ mới có ấy. Bông đang đây bán 30 chị Thảo Đặng này. 485 chốt 365 lẹ. Ở đâu ra chiếc nhẫn gì bây giờ, tới ca này là tôi bán. Tôi nói kiểu là giống như là còn chơi hết thôi đó, bông 30 luôn đấy ơi. À, bông 395 chốt cho 30 bánh hông, 45 hàng hột nè. Nè mấy chị, ngón trỏ em đi tới 13, 14 nha. Mà chiếc nhẫn này ngón trỏ em hơi hám gì đâu ha, to đùng. Triệu Tú Trinh 365. Rồi mấy chị không đừng chị chuyển cọc liền giùm em, con không xả liền nha. 365 em hết rồi. Mãi cả mỗi cái có một chiếc thôi. Rồi nãy tròn hai chiếc, bây giờ tới vuông mà vuông thẳng nha, cũng dạng như tròn tròn vuông vuông. 47 triệu 900 ngàn nè. Rồi chốt cho bà luôn. Giờ này phải lên cỡ giá đó thì mới bán được thôi mấy chị em. Rồi em chốt cho mấy chị luôn 35,8. 35 triệu 800 nha. Đây nè mấy chị, Emerald tới 3 ly. Cái bảng to nó gần 2 phân luôn đó. 35 triệu 500 ngàn. Ai bỏ lỡ uống giùm em. Mấy cái đó mấy chị, nhẫn đó con đừng, mấy nhẫn bự bự nó bán rẻ quá không. Tới ca này là phải lên kiểu đó. 36 triệu vô Phạm Anna chưa con? Anna có hình đó chị, vô trong coi em đấy. Rồi tình yêu Thảo Lê 35 năm nè. Anna có hình. Mấy chị, em chút đơn không phải mấy chỗ chút túi mà chút xíu inbox mới đẩy vô, em đẩy vô liền. Có hình là chụp đặt cọc giùm em hết rồi. 35 năm rồi đó. Bông tai có đâu duy nhất nè. 28 triệu 500 nè. Bây giờ bán cho 19 triệu thôi. Đôi này cực kỳ đẹp, một đôi duy nhất nha, nhìn nè. Em nói thật sự chỗ khác bán không dưới giá 30 triệu. Không dưới giá 30 triệu, nhận 49 triệu em ha. Về rồi em. Con nốt nè, chút xíu xuống like xong nè. Quỳnh Anh Trương nhẫn nữ hoàng 49 triệu nè. Đang có luôn nè, đang về nè, không lên cho người ta. 35 em hết đó, hết rồi. Em chốt đôi bông tay sầu này 19 triệu. Rồi nhìn em lên lỗ tay nè mấy chị. Trời ơi mẹt ơi. Đôi này mấy bà bỏ lỡ mấy bà uổng, không ai bán giá đồng chính hết nha, học Emerald luôn nè. Đó, kiểu nó cực kỳ là lạ đẹp. 19 triệu. Mới đẹp xuất sắc, nhận giùm em 3 ly 6, 4 ly, 4 ly rưỡi, 5 ly 4, 6 ly 3. Ba chiếc đó em chốt rồi, chuyển cọc liền giùm em 2 triệu, 5 triệu gì cũng được. 19 triệu đó, bông là cực kỳ đẹp, nhận cũng đẹp trả lời em. Rồi chị yêu Trần Vân 19 nè. Bạch Kim hồi nãy em lên lúc 11 giờ rồi ní. Bạch Kim 11, à, sòn là 2. 2 giờ. Rồi giỏ bông này em bị khách xả nè. 20 triệu 500 bình thường bán 14 năm đúng không? Rồi, 19 triệu em hết rồi, chị yêu Trần Kim Dung ơi. Em chốt cho 12 triệu, trời ơi, bàng hoàng nha. Bàng hoàng, xỉu lật ngửa, con chuẩn bị đỡ cô, nhưng mà thôi, tao mạnh mẽ lắm, coi đỡ. À, tao mệt mỏi mày lắm. Tự nhiên mình thủ đúng cho mình uống thuốc, tự nhiên uống cho nó ngăn ngực quá chị. Bông đang đeo 30 chứ ơi. 12 triệu. Một đôi duy nhất, 2 hàng một luôn. Ở đâu ra mà nữ hoàng mà kiểu này mà 12 triệu. Mà hờ hững cuộc đời. 12 với mua một cặp 3 ly 6 nước ép có 14 nữa thôi. Là ra nguyên đôi bông mà kiểm định luôn chứ có 26 triệu. Để em tính luôn cho nó nghe. Tôi phải tính giùm mấy chị, phải tính cho mấy chị hiểu tiêu tỏa hành ngồi như thế nào. Chứ không phải nói như vậy với chị mấy chị mua. Phải tính cho nó ra. Ra đáp số mà phải ra cho đúng. Đồ phải đẹp, phải to. Mùa này là phải như vậy. Rồi ok gái, bông tam chốt tình yêu Thanh Tiền. Nè chốt đơn nha, cái ca này là cho uống cái này là ok nè con. Ly nhỏ nhỏ thôi, nhiều quá uống không hết bỏ tội. Nửa ly thôi cũng được, thà mình chịu cực mình đi lên đi xuống mỗi cái giò đi. Con hiểu không? Ok tình yêu Cẩm Nguyên Lê. À 30 Thanh Tiền, ê tao Thanh Tiền tên tôi đó bà. Tôi là Quỳnh thì Thanh Tiền, bả gì Tiền. Rồi cũng hỏi luôn, nhiều chuyện dữ lắm. Rồi lắc tay nè mấy chị, 38 triệu. Bán giá yêu thương mấy chị luôn. 5 miếng ghép với 2 viên, 1, 2 ly 3, 2 ly 4.
À, quá trời đẹp luôn nha. Ăn hổ đầu bông á, của đặt cho. Ừ, con hỏi nhân viên coi về chưa, sao tao hơi tao nhóng hoài. Tôi cũng mấy nay mặc đồ sang chảnh á. Mặc cái ca này thì em chỉ mặc được like buổi thứ hai thôi. Mặc đầu tiên em thích áo thun, vì nó giờ này cái kiểu em thích đi bên kia qua giống như cái này đi kiểu là hơi bị sang đó mấy chị, hơi quý bà quý phái. Võ Thanh Tiền ấy, Võ Thị Tu Quỳnh ha. Rồi em chốt cho 29 triệu cái này, 29 triệu, đi từ 45 tới đi 60 đeo dừa luôn á mấy chị, 45 tới 60 đeo dừa. Rồi nhẫn này ơi, đường kính ngang gần 2 phân, 54 triệu nha. Rồi em chốt mấy chị chiếc nhẫn này cho mấy chị nào bỏ lỡ là uổng luôn em cái này. Hộp emerald tới 2.5 ly, tấm tròn cũng ly 6, ly 7, tấm to bên hông 4 em hộp. Em chốt 45 triệu chiếc nhẫn này. À, rẻ đẹp. 29 triệu có nguyên cái lắc sòn đầu 2, nhìn luôn lòng trong giùm em. Bữa nay em mới về được một chiếc tinh tích nha. À, nè, mấy chị nhìn đi. Ở đâu ra mà cái lắc 20 mấy triệu mà kiểu này. 28 năm nha Linh ơi. Em thương Linh, Linh mới thương em. Tình yêu với từ hai phía đó. Rồi đưa tiền đây, em cảm ơn chế. Giàu giàu cho 5 triệu đi. Ai cảm thấy mình đẳng cấp, mình giàu thì mình cho 5. À, còn dễ thương, mình dân giản dị thì cho 2. À, 35 triệu 500 chuyển chưa mấy chiếc nhẫn, bữa nay mày ấy là tao buồn đó. Đó. 45 triệu mấy chị nè. Lên ngón trỏ cho mấy chị coi luôn, nhận giùm em tầm 5 ly, 5 ly tư xanh nè. Ngón trỏ của em đi tới 13, 14 nha. Nè mà tắm nhà em trắng tươi chưa? Mấy chị mua ở đâu ra mà tao bán giá này cho mấy chị. 28 năm nữa chốt với chị yêu nào rồi đó chị gái. 45 triệu. Trời ơi, trời đất ơi. Bông thanh mai có. Bông thanh mai, bông mai có đó anh. Mai có đó thương ơi. Mai có. Rồi em có ra bông này. Lên luôn nha mấy chị luôn. À, đổi á. Đổi qua chiếc này được không? Được gái. Nên lên anh chịu xả cái gì lấy xả chứ có đi gái. Được. Mai có thanh, mai có. Không gặp mấy chị thông cảm, cái gì nó cũng chậm á mấy chị. Hèn nhờ cho nên là mấy cái nào đẹp mình lập bộc đại đi. Ha. À. Rồi 45 em cho tình yêu Triệu Thanh Tú lại nè. Hồi nãy coi chị xả chiếc trước là chiếc gì đó con. Triệu Thanh Tú đây xả chiếc kia kìa. À, 45 như bên bán lẻ này ngoài có cho chặt ăn hẳn chiếc, chăm hẳn chiếc. Ok gái. Rồi 45 triệu chơi tình yêu gái bên bán lẻ luôn. D 8 triệu. Là giá like đó. Rồi 36 triệu 500 cả nha. Đẹp luôn. Cái này mấy chị vô em từ 4 ly rưỡi tới 8 ly 9 ly là vô tư nha. Phong bự luôn em, 36 triệu 500 ngàn. À, đẹp bàng hoàng. 36 năm. Đó, bệnh hồng anh trên 4 năm bằng hộp. 36 triệu 500. Đẹp rẻ. Rồi chị Dân đây lấy 2 món nha. À, trần gì nó lấy 45 rồi. Rồi em hết. 36 cũng đẹp nữa. Phận anh ha, đừng bảo nó bị gói á. Đẹp. Mỗi cái nó nét em luôn. À, áo mua đâu không nhớ, họ bằng này nè. Em coi trên mạng đâu đẹp em gửi đường link qua, tại em không có thời gian mua. À, không nhớ. Hỏi con lép nè. Một cái vỏ bông sòn 2 tầng hộp emerald 2 ly rưỡi. 29 triệu 500, giờ chuẩn bị chốt nha. Em bán đôi này cho mấy chị chỉ có 20 triệu đôi này thôi. Lên 4 ly được không hả chị? Dạ không chị, lên 4 ly rưỡi cho lên xấu lắm. 36 năm cái nghe mấy chiếc nhẫn này bây giờ cô nào mấy xã ăn bán lại để chúng nó lộn con ơi. Phạm Anna cho có 36 thôi. Ở em trên mạng mà hỏi đường link đâu có nhớ. Ở đây này mấy chị phân bự luôn em. 29 triệu 800 như 30 ha. Em chốt còn 20, em có 2 đôi. Nhìn luôn lòng trong của em nè. Trời nhận 3 ly 6 thôi mấy chị. 20 cộng thêm 36 có 14 triệu nữa thôi ha. Nhưng nguyên đâu bông mấy chị mua có 33, 34 triệu. Mà bao đẹp, mấy chị muốn để 36, 39, 4 ly gì cũng được hết. Tấm trắng tươi mà siêu đã luôn nha. À, 20 giùm em Bảo Ngọc Trần. À, chị ơi em bị chết nè. Tôi cứ nghĩ nó tích cực đi. Mình đến đây là má phải trải nghiệm mà. À, đến đây để trải nghiệm chứ. Rồi tình yêu Lệ Phùng giùm em 20. Em hết nha. Chứ bây giờ trét thì cũng phải giải quyết thôi chứ. Bình tĩnh hít thở sâu giải quyết. Rồi xong. Hôm qua em trét đó. Em nghe một cuộc điện thoại cho em bị trét đó. Nhưng mà giờ em suy nghĩ thôi, mệt quá. Chết thì cũng phải giải quyết vấn đề chứ. Không giải quyết vấn đề thì làm sao được. Cái bà nó. Rồi bông ghép này giùm em nè. Em chốt đơn cho 13 triệu đôi này. Quá rẻ nha mấy chị. 16 triệu sale 20%. 63 em ra hộp em chưa có cái yêu ơi. Em còn tụt nước không mà như hết tụt nước luôn rồi. Bé Vinh hết tụt luôn rồi. Rồi em chốt cho mấy chị luôn 13 triệu.
16 triệu sale cho 20%, 8 viên ghép to luôn em. 13, 20 em hết rồi nha. Máng sòn rẻ cho mấy chị kiểu đó đó. Rồi chốt bông tai em 13 triệu. Eo đi hút mỡ đó. Eo đi hút mỡ đó chứ. Nhưng mà mấy chị ơi, hút mỡ nhưng mà cũng phải ăn uống kỹ lưỡng. Em giờ mà em ăn ba cái mỡ là em rỡ. Em cắn mỡ ra không à. Em biết chị biết sao? Tại vì chưa hút mỡ á, cái bụng bự lại nó không kỳ. Tại vì mình công ăn việc làm. Còn bây giờ mình đau đớn, mình hút mỡ mà tự nhiên cái bụng nó bự, cái em cảm thấy nó kỳ lắm mấy chị. Cho nên là em không bao giờ ăn mỡ. Em cũng không bao giờ ăn ngọt luôn. Nên gặp đám né hết. Cái này em mớm. 13 triệu em chốt tình yêu nào đây? À, Nguyễn Kim Dung 13. Hút xong rồi cái tự nhiên sợ mập lên nó kỳ. Mấy chị còn chưa hút thì hay mập được. 4 ly rưỡi nước ép VS1 bán sẽ lệnh nhanh luôn. 5 ly tụt nước không có em gái. Hey, sao rẻ quá này mấy bà con ơi. Cái giỏ không mua 24, 25 triệu rồi. Mà giỏ vô hộp luôn bán 23 triệu 500. À, 4 ly rưỡi nước ép VS1 luôn nha. Bây giờ giỏ hộp này em bảo đảm mấy chị mua không dưới giá 45 củ. 23 triệu 500 nghìn. Có viên 63 nước truy VS1 medium low nè. Chốt cho bạn 73 triệu nha. Chứ cái này bán cái này thì 73 có một viên duy nhất. Bán cho cặp hộp luôn ha. Cặp hộp ngày mai mẫu ơi làm tem. Đang làm tem mấy chị. Giờ cái gì cũng phải có này kia kia nọ. Đây rồi chốt đơn. Một viên duy nhất. Medium low ở trong lưu đơn nha. 73 triệu. 23 triệu 500 ai đầu tiên đây. Mỹ Hạnh nè. Rồi cho 5 triệu đi bạn. À, ai giàu của mình xin 5 triệu. Rồi có hộp 73 triệu này Ní ơi. Ní. Ní nào quên bạn ơi. À, Chí Linh làng hả? Tên dễ thương nha. 73 triệu nè. À, một carat luôn nghe gái. Một carat 73 triệu. Rẻ quá, 13 triệu ai lấy đi. Em có cái dòng gắn màu hồng đi 52 nè. Con lên cho cô gì nè con. 20 Ờ à, đúng rồi. Ờ ơi thịt kho ba. Chị ơi nó ngon. Hiếu. Ai thịt kho ba gọi mà mình ăn nạt á. Không có ngon. Mình ăn mỡ thì mình rất là vừa mập. À. Nhẫn 24 triệu cô nội đây lấy cho con. 5 ly 1 nè. Trời giỏi với hộp sao rẻ chứ mấy ông nội. Hộp 5 ly 1 luôn nè, giỏi với hộp luôn nè mấy bà. Trời. Em có lên lộn giá không? Sao có ba mấy triệu vậy mày? Ê, nói gì? Có lên lộn không? Sao có ba mấy triệu vậy? Trời, có hú mấy chị không? Ăn cái bụng nó mới ngon. Có lộn giá không? Chị nhận này sao có ba mấy triệu vậy mày? 5 ly mấy vậy? Cái nhẫn 24 triệu cô kia nhận 4 ly đâu nhận được con. Rồi tới chương trình 30%, 50% nè. Cái gì vậy gái? Cơm chai hả? Ngon không? Hỏi nhớ ngon không? Không nội nhỉ. Trong cái lưu gì cũng được chứ. Nó đừng có vé, cần đừng có vé ri trong lưu thôi. 8 triệu sale cho 20%. Chị biết không? Hồi đó cô Hai á chị. Cô kho có nồi thịt kho dịch rất là ngon. Bây giờ cô Hai mất rồi. Em không ăn lại được cái mùi vị đó. Hay tại hồi nhỏ em dễ ăn quá cho nên cho em giống gì em cũng ăn dễ. Bây giờ trọng đó em chứng ký chứng ngôn lắm mấy chị cà chớn lắm. À, rồi mấy chị 11 triệu 500 sale, 8 triệu sale còn 6 triệu rưỡi. 13 triệu em đầu tiên á, trời. Cái đó 73 triệu ai đó. Trời 6 ly 3 1 ca bán 73 triệu mà nhờ nó sao ta đây ta thôi buồn. Buồn nào cũng hơn đêm nay. Rồi ok con, rồi vậy là đúng không? 37 triệu sale 10% nè, giỏ hộp luôn 5 ly 1, 5 ly 2 nha, 33 triệu 300. Rồi mầm non nè, mầm non 66 triệu rồi. Cái giỏ này không mấy bà mua 41 triệu 800 nghìn rồi. Trời ơi, giỏ hộp luôn 5 ly 1, 5 ly 2. Giỏ hộp luôn 33 triệu 300, trời mà đẹp ta. Hello Kitty, ok, em gặp em đâu rồi? Em gần coi lai nhiều. Coi lai nhiều là lấy tiền là nhiều đó. 33 tới ca này là hơi vui chơi chút xíu nha. Rồi chương trình 30, 50 món, 50, 30 món. 33 triệu 300 em hết. 24 triệu cô kia lấy em con bán luôn nè. 24 có lấy không? Bán 22 luôn, lẹ. Nhẫn 24 bán 32 luôn kìa. Nhẫn 54 đi gái. Cái nào hư gì em cho nhận hộp đi mà trả chị mà không. Đem vô cho anh Vinh đi. Mắc cái chữ ngôn gì sao đưa đi hoài á à, gái. Trời chiếc nhẫn này đẹp quá mấy chị ơi.
Chiếc nhẫn cái vỏ này quá đẹp luôn, mấy chị nó trắng tươi, mỏ đẹp giả, mang hộp bự bự gần 3 ly không nè. 68 chị sale 15% nè. Em chốt chiếc nhẫn này cho mấy chị chỉ có 57.500.000 thôi. À, một cái nhẫn bông chùm to đùng luôn. Nó trắng phiếu, em nói mấy chị nó trắng như tuyết vậy đó. À, nhận giùm em từ 4 ly rưỡi, 5 ly 4, 6 ly 3, 7 ly 2, 70 triệu sale còn 57.500. 6 triệu rưỡi ai lấy đây? Cái nhẫn 24 nó nhận hộp 4 ly tao nó không được cái em. Nó chỉ không có được. Nó chỉ đeo mua 4 ly rưỡi đi, 4 ti sao đeo nhẫn có đẹp được. Trời ơi nó đẹp nè, chiếc nhẫn này chỉ thấy quanh này nè. Áo em nó chốt cho ní nào rồi? Xã 24 là 53 triệu ta lấy rồi. Xã 24 luôn nè. Lấy nhẫn à con, không nhận được kia. 57.500.000 giùm em nè. 575. Nhẫn năm hàng hộp halo ơi chị. Em đi băng là giả nha. 33.300 cho Hello Kitty giờ, đợi chút xíu nữa mấy chị. Trời ơi nó đẹp giả mang. Chụp viên 73 cho cô Hà Liễn coi nè, giá rẻ không chết luôn. Xã Bảo Ngọc Hoàng 20, chị cái vỏ bông nó đẹp quá đẹp chị. Vỏ bông nó em bảo đảm đẹp nha. Ê lỡ bấm xã rồi em. Vì xã hết nghe chút xíu chị chuyển cọc lại nghe. Nhỏ ơi chị lỡ bấm xã rồi. À, vì chút xíu chuyển cọc lại con lấy chiếc nhẫn 45 với chiếc nhẫn 45 nha. Ta lỡ bấm cọc rồi gái ơi. Trời chiếc nhẫn đó bà nhận xong nha Duyên. Bà nhận xong chiếc nhẫn đó bà sẽ cho tôi phách nách liền luôn. Bao luôn trắng tươi đẹp giả mang. Mà đang bán lỗ luôn á chứ cũng không có bán lời luôn các bạn. 57 được không? À, cô Hà Liễn đó. Mỹ Duyên 57 nha Mỹ Duyên. À, 20 em chốt cho 22 chị. 56.9 đi cho số đẹp đi Mỹ Duyên 56.9. 33.300 ai lấy ra không chút dự bị mấy chị. Mua 22 triệu đi xong ta mua 4 ly rưỡi tuột đó có 11 triệu nguyên cái nó cũng ra tầm 33 thôi. Rẻ quá trời luôn á. À, 22 triệu thị trang đầu tiên nè. Bà Liên kế bên nè. À, rồi. Chị Trang không chuyển qua thị Liên cái liền mày đâu có chỗ đó đi chắc phải chuyển đi. Em nhả luôn nha. À, rồi 45 triệu sale luôn cho 44 triệu nè. Bông tai này 29.8 em sale còn 20 nè, cọc rồi nhé. Rồi ok, con sửa 5-6 năm cho gái đi. Lỗ 1.2 triệu. 56 năm là lỗ 1.2 triệu. 20 triệu ai lấy thôi. Rồi, em chốt đơn với chị luôn đôi này, em 29.800. Ờ, à, trà mi sáng đó thằng em đã lấy ha, ok bà. Lại kêu nó đọc cái số điện thoại của bà cho bên đây là được nha. À, bà cho em số điện thoại của bà trong tin nhắn đi rồi lại kêu đọc số điện thoại của bà tụi em mới kịp tìm được. Rồi à, bông tay em chốt luôn cho 20 nhận em 36 39 4 rưỡi 54 63 nhận bông không chị gái nhận 4 ly rưỡi cho lên nhận 41 chứ nhận nó bỏ nhận luôn á. Sao tự nhiên chứ nhận chành bành nè, đưa chứ hộp cái chính giữa 4 ly sao coi được. Xả nữa nha để chốt xong cái nhận hộp 4 ly ngoài nhận nó nhận 4 rưỡi cho lên vì cái nhận nó bự quá nhận 4 ly vô nếu mà em nói được cái bắt đầu lại nói trái với lương tâm rồi. Thật sự nó đang cái vỏ nó quá to mà tự nhiên đưa cái hộp 4 ly vô. Xả luôn ha chị gái. Còn không thì chị phải mua 4 ly rưỡi. À, không thì em mua 4 ly rưỡi giùm em. Rồi bông tay chốt cho 20. Dạ không chị ơi đâu có lời đâu bán xong ta. Không, không có lời gì đâu. Trả giá cái 5 triệu chết em luôn. 5 triệu chết em luôn. Rồi 22 chị nào lấy đó. Những em về 3 chiếc mà đẹp giả mang luôn. Xỉu à, 4 ly nước ép 2 giấy 12.8 à, đai hồng em có 3 chiếc rồi chuẩn bị lên giá nha. Giật mình té xỉu giùm em. Vì cái này đai bên hồng có đi tới AMR tới 2 ly rưỡi à, tấm cũng to ly 7 ly 8 luôn giùm em con này. 49.500 em chốt nha. Em có số lượng 3. 33.300 em hết rồi. Cái này mấy chị vô 4 rưỡi 54 sao 3 được luôn. Em chốt cho 38 triệu nhẫn này. Chị nào bỏ lỡ lộ uống bao với mấy chị là đẹp luôn. Gần em từ 3 ly 6 cho tới được 6 ly 3, 7 ly luôn. Chị yêu Phụng Thị Lệ Thu ơi, 38 triệu 3 chiếc à, 4 rưỡi tụt nước 11.500. Nè mấy chị nhìn đây bên hông nè. Nó là cái đai của nó halo nè mấy chị bên hông nè. Nó có luôn 2 hàng hộp bên hai tổng cộng như là ở dưới. Cái đai mình tới 5 hàng hộp à, mấy chị đơn giản vậy thôi chứ đeo nó tôn hộp cực kỳ. Đầu 3, 38. Em có 3 chiếc 38 triệu. Không đẹp em đền nha, tấm trắng tươi luôn nè, giống như là 5 hàng hộp. Không có giá này mấy chị, vì em đi về số lượng 3, 4 mới có giá này.
56.500.000 hồi nãy Mỹ Duyên lấy đây, Lâm Như Ý 38, đẹp xỉu chứ ơi. Chứ nhận giùm em từ khoảng 4.5-5.4 trở lên em nhận được tới 10 ly luôn. 38 tình yêu Hân Bảo, tình yêu Lâm Như Ý, ba chiếc nè, bên hông bên trên. Đai đế gì đẹp luôn em này. Đồ đẹp không à. Ni số 6 thôi chứ, chỉnh ni được đó chứ. Số 6 chỉnh ni được. Rồi em chốt cho cái này. Hộp 2 ly, em bán tặng mã này nha cho nó vĩnh cửu nha, bán 9 triệu. 9 triệu rồi, 38 người cuối cùng là triệu 5 chút em hết nha. Rồi đưa nhẫn 45 mày bán 44 á. 45 bán 44. Rồi. 45.5 đê nãy ha. Ta lấy nguyên đôi hay gì rồi để coi cái không gái. Nè con dẹp đi con, cái này. Rồi 9 triệu cho tình yêu Thiếu Quỳnh. Nhẫn học 2 ly đó chứ, chữ lọc luôn. Lọc vĩnh cửu. Rồi, chúc đôi giùm em. Xã Thị Trang 22 đi con. Nhẫn 22 con xa quá không con ơi. Có chuyển không chú Thị Liên đó, Thị Trang xã. À, 38. Em còn đây 1 chiếc làm về tới 4 chiếc. Đẹp giả mang chưa. Xuất sắc giùm em. Thị Liên chuyển chưa con ơi. Không chuyển thì chốt cô Hạnh Phan đợi chút xíu. Để sau cô Hạnh Phan cái nữa nè con. Rồi Thị Liên chuyển rồi, vậy là ok chị ấy hết rồi. Em hết rồi chị Thúy An ơi. Dạ ok chị ấy. 49.500.000 đẹp lắm mấy chị, một chiếc duy nhất. Em mới về số lượng mới có giá này mấy chị ơi, ở đâu ra mà đầu ba chứ những này. Halo bông mai đơn giản dễ thương. Vô 4.5 thôi cũng đẹp nữa, 38 còn một chiếc. Dạ 9 triệu ai lấy rồi chứ em. Xuất sắc giùm em. Mua hình cái gì chị yêu Đình Văn ơi. Cẳng gì vô trong comment em đi rồi Vinh đẩy vô trong cho mua nha. 38 còn chiếc đó mấy chị vậy. Rồi dây này giùm em giá sale 20.500.000. Em chốt đơn cho 15 triệu 15 năm. Bán lỗ con này luôn. 15.500.000 vừa dây vừa mặt luôn em. 15 năm, đẩy 2 viên 4 ly. 12.8. Chút xíu nốt lại bà đi, giờ tôi đâu có hình đâu tôi đẩy. Gái. Tôi không có hình bà ơi. Rồi em xả luôn cho 15 triệu luôn em, dây mặt luôn em mới mấy chị phải đồ sale nha. Hàng mới mà tại em còn cộng em xả luôn nha mấy chị. 15 triệu phía sau nó có đế hoa luôn nè. Trời ơi đẹp giả mang. Xuất sắc. 15. Chốt đơn. Em có chiếc này. Quá trời đẹp luôn, 50 củ. Em bán mấy bà luôn chiếc này, bạn nào bỏ lỡ bạn ngủ nha. Em chốt cho có 38.500.000 thôi, Emerald 3 ly. 15 em chốt tình yêu Hồng Phúc, Hồng Phúc. Bán xa lỗ cho con dây đó nha, lỗ 500k đó. Nè. 50 củ con này, đẹp luôn nha mấy chị. Trời ơi. Nhà em bán nè. Nhận giùm em tầm khoảng 4.5-5.4 sao 3.72. Con 12.800.000 mà sạc 2 đó con đừng có. Con như là cô chốt giá đó con đừng đẩy hình nha, tại vì chưa có lấy hai cái hộp nha. 38.500.000. 4.5 tụt nước là 11.500.000 có, mai có đó gái. Nhận em 4.5-5.4 sao 3.72 nè. 38 năm. Đẹp dễ sợ chưa, 38 năm. Lâm Trúc lấy này xả 38 đúng không chị? Rồi con bấm xả cái 38, đưa 2 chiếc 38 nha con ơi. Xả 38, rồi em hết 38. Rồi bông tai siêu đẹp để nhìn con đôi duy nhất 28.500.000. Rồi hộp Emerald 2.5 ly nha. Em chốt rồi bông này cho mấy chị luôn, giá hơi bị yêu thương, 18.500.000. Lấy luôn cả hai hả gái? Ok, gái ơi ta lấy luôn cả hai con ơi. Không xả là lấy hai chiếc, ok ní. Này con lấy lại 1 chiếc. Rồi, em chốt cho mấy chị một đôi. Được hai đôi, hai đôi. Trời ơi. 18.500.000 giùm em nhìn nè mấy chị. Đó, rồi, 54 tụt nước 26, 27 chơi. Phơm bự luôn em ha. Ở đâu ra nè. Đẹp quá trời luôn, 18.500.000. Em chuyển cọc đi, số tài khoản 2427 đó chàng mấy gì sáng lại cơ. Chút lại là đã có đơn rồi đó gái. Cứ lại cứ nói tên rồi nói số điện thoại rồi lại lấy. Lại giờ này cũng được, không cần sáng. 18.500.000. Dạ. Đồng hồ đang đẹp có 2.500.000 chứ ơi. Nè, quá trời đẹp luôn nè.
ở đâu ra ai bán như này, sáng thiếu em 100 triệu phải không? Rồi về 100 à, 18 năm bông đẹp quá trời luôn mà bà hờ hững cuộc đời gì, mua cho khác ba mấy triệu chưa thấy gì thiệt luôn á. 31, 33 là bình thường. À nói đi làm sáng lại. À nó mới tin nè, mới tin Ní ơi mới tin nè, mới to em còn để trong bọc luôn. À, đồng hồ có màu một rồi chứ ơi, mới toàn 18 năm. 18 năm em có một chiếc duy nhất nè, đẹp xỉu luôn nha mấy bạn, 52 cũng rồi, giá quá yêu thương luôn, xinh xắn luôn, to đùng luôn nha mấy chị. Em chốt cho 42, nhận giùm em tầm hộp 4,5,4,6,3,7,2 bên hông bên trên luôn, em 42 triệu. Đó mấy chị nhìn nè, ngón trỏ em tới 13, 14 luôn đó, kim tôi thấy kim. À, em thấy em có một cái chiếc nhẫn nam, cái này lại lên hộp chín nha mấy chị, 6,39 luôn nè, nước ơ nha, VS1 bán xinh lành luôn. Rồi em chuẩn bị xả viên này cho mấy chị luôn, giá ta nói hú hồn chim mén luôn nè. Em chốt viên này cho mấy chị luôn, 139 chị, 139. 38 năm con chốt lại cho cô này đi con, cô Quanh Trương Nguyễn Thị của chị Lâm Trúc đó con, chiếc 38 năm chiếc tròn tròn đẹp đẹp của chị qua chị Lâm Trúc đó. Đó rồi xả 385 nè. Ok 54 tục nốt chim dinh ngày mai có 18,500 còn một đôi. Rồi đưa cho nhẫn 38 nữa mẹ lên lại cái con ơi, 38 đừng chi. Rồi ok bà Lâm như ý giùm em, có bông lớn, bông nó lớn nó chứ yêu. Rồi 385 chế Quanh Trương có đó, chế Quanh Trương ơi, bao đẹp như chế, như cái duyên của mình á chế, đừng nghĩ là người ta ở nhiều khi giống như hồi xưa nhiều người mình thờ ông điện thần tài đó, mình không trân trọng tới người khác, người ta thờ người ta giàu luôn dạng kiểu đó. Rồi tình yêu Lâm như ý 42 chứ những sao. 36 đúng rồi em trả cọc lại cho, chứ em đỡ bấm xả rồi, không biết bên kia ta có chuyển không thôi, có chuyển chứ 36 có chuyển như không. 385 là chiếc này, 36 người ta chuyển rồi phải không, chuyển rồi cái không, mấy đôi này 13 triệu đẹp quá, mấy lấy ra đây coi. Rồi 36 chuyển rồi, 38 triệu đi 16 vừa chưa Hà ơi, làm đi được á, làm đi được cái em 139 nghe triệu. 6,3 nước ơ VS1 1K luôn, làm đi số 6 được, Lâm Chúc ơi được cái, được chuyển tiền đi cái, được cái em 139 nha, giá này quá rẻ luôn đó mấy chị, 160 lần đó, xeo lỗ ngon 139 nước ơ luôn em, 139 1 carat. Rồi em chốt cho mấy chị luôn nè, ai lấy hộp em bán cho 15 triệu viên, hai hộp là 30, 4,5 ly nước D VS1 ưu tiên ngay nào lấy một cặp nha, 15 triệu một viên, hai viên là 30 triệu nha, 4,5. Rồi cái vỏ bông này là em chốt đơn cho 18 đó. Rồi đó em bán xả luôn, chị nào lấy hộp em bán hộp, vỏ em bán vỏ, 30 triệu là cặp hộp, viên 15, hai viên 30, 4,5 đề đề luôn đó mấy chị, đề luôn. Em còn một cái sợi dây gắn hồng thôi nè, hộp tới 2,4, 2,5 ly nha. Em chốt cho mấy chị luôn, bình thường mấy chị mua sale sale cũng 48 á, bữa nay em bán 46, chiều dài 4 tấc 2, 4 tấc 3. Dây này đề nghị nha, đề nghị cắt ngắn nha mấy chị, để dài đeo nó bị lật cái đầu gắn thôi, ví dụ chị nào đeo 42 thì nên đeo 4 tấc thôi đó, nó gì nè đó. Đó tụt nước may có. Rồi em chứ tình yêu mai anh lấy hai viên nữa con ơi, 15 nhân 2 lấy hai hộp. Rồi em còn cái vỏ thôi, vỏ là 18 15 triệu hai viên. Em hết rồi Nguyễn ơi, người ta lấy này 46 bán siêu ve rồi, chị Hiền lấy giùm Vinh đi. Rồi hơn còn cộng tặng luôn cho, tặng dí cho bà luôn cho nó xong. Rồi cuộc đời 45. Rồi chúc đơn tình yêu Kim Hiền Nguyễn. Không có giá này đâu gái, vì vậy vàng bạch kim không đã, trọng lượng đó hơn giá này rồi. Rồi 45 triệu kiếm một đôi bông ghép 13 triệu nãy ta chuyển chưa chuyển cho cái tím nhớ đi con. Cô nào dành lộn xong không thấy đâu cho nhỉ, dành lộn xong thấy đâu cho ông hai nhỏ. Ba hàng hộp emerald nè mấy chị. Xoa mi
Rồi lắc tay luôn em. Dạ 680 nó 108 em hết rồi. Không còn chứ yêu ơi. Rồi em chốt cho mấy chị luôn giá yêu thương đông đầy. Chưa bao giờ bán giá này nha. Em chốt cho 28.500. 36-37 triệu mới chốt được mấy chị. Em chốt 28 năm. À, ni từ 45 tới 60 đều được, nhưng nó có tròn tan tăng đưa nha. Có hai đầu, hai hộp to, 2 ly 3, 2 ly 4 luôn nè. À, mấy chị nhìn đi. Ở đâu ra mà cái lắc đầu hai mà 28 năm mà to bự mà đẹp kiểu này. À, mà lòng trong giác lòng luôn nha mấy chị, tắm trắng tươi. Đâu phải đồ cũ đâu, đồ mới á. 4,5 một giấy, hôm qua em có một viên 41 triệu của viên sale nè. Nước ép VVS1 very good 41 triệu. 44 sale còn 41, mà bình thường là 48 đó. Em chốt đơn cho 41 đi. Lắc tay 28.500. 28 năm lắc tay. 41 triệu chị Hằng ơi, Hằng ron ron vậy đó. 41. Dạ, 28 năm, ni nào đeo cũng được bà. Ni nào mình đeo cũng được cho bạn hết. Lên nhẫn nha gái. Mấy chị có mua không? Hay chị cũng mua em đi ngủ à. Hộp tới 2 ly 2 này em về được 5 chiếc. Mà hôm nay em về bên hãng giày nha. À, bé Vinh về hãng hãng giày chứ bé về hãng bình thường. Rồi, đó. Bông vuông ha gái. Xả lắc 28 năm là giá rẻ lắm rồi Mai ơi. 15 triệu xả ra bông tai Hồng Phúc cái gì nè. Học 2 ly 2 nè mấy chị. 9 viên mấy chị đeo ngón chọn giữa vô cũng được ha. Rồi giá vị diệt, giá chi âm nè, mùa ế. Rồi em bán mấy chị luôn chiếc này 10.900. 2 ly 2. Em bán giá quá rẻ luôn đó. 10.900.000 năm chiếc 2 ly 2. Chỉnh đi được giùm em nha. Lọc lọc vĩnh cửu. 22 là lọc lọc. Rồi 5 chiếc chỉnh sửa đi được 10.900. Giá bàn hoàng luôn đó. À, mặc đồ ngủ và đồ đẹp ngủ cũng nha. 109 Miran Phạm 5 chiếc sẽ giá chiền 15 triệu em còn nha. À, rồi chốt giùm em này. Không đổi được chị ơi. IF đề này ai lấy mất tiêu rồi. Đề này anh đi lấy đổi không được. Em bán có 15 thôi. Sanana Quỳnh này. Một này. Ai là bán 2 ly 2 giá này mấy chị. Mỹ Tiên này. À, Mỹ Tiên. Rồi chốt giùm em 22. Rồi Ngọc Phạm. Rồi em còn chiếc duy nhất nha. Rồi cái Vinh còn một chiếc duy nhất. Rồi. Rồi tình yêu che đi Nguyễn. Em hết nha. Xong. Lắc 32 à. Em hết rồi chị gái. Rồi có 5 chiếc sạch rồi đó. Bán mùa này bán cho nó rẻ. Cho nó rẻ tan nát đời của lũ nát được. Con đôi mà đẹp quá trời nè. 31.500 nè. Trời ơi em chốt cho 25 triệu thôi. Nhưng bán chi ân 24. Cái vỏ bông này quá đẹp luôn đó. Nhận 39 cho lên giùm em. À, 39 bây giờ anh gặp mấy chị mua chưa tới 20 triệu nữa. Nè vỏ bông 31 năm. Bây giờ sale mấy chị còn 24 triệu thôi. Sao Liba đã hàng lướt chị ơi. Lướt lướt chị Bảo Trân Bảo Nguyên nè mấy chị. Trời ở đâu ra mà cái form to đùng. Mà sòn lướt không lướt. Ví dụ như em nói có đó mới đi. Lướt mà em nói mới chị cũng đâu biết. Tại vì đâu có hư hao rồi đâu chị. Mà tại em nói vậy luôn cho nó dễ. Nên chị đừng có lo lắng là lướt em mới vậy nó đẹp. Hàng nó ok chất lượng thì em ấy. À, Kim Tho Phùng 24. Em hết nha cả nhà. 24 em hết rồi chị Bảo Ngọc Trần cũng kịp. À, em có chiếc vuông này 45 cũ. Em R2 ly rưỡi 8 ly 7 ly 8. Em bán rẻ lắm nha. À, em bán cái vỏ nhẫn này 32.500. À, xã chị Kiều em chốt ra cho 18 triệu đi cơ. Rồi bây giờ chốt cho 18 à, này em chốt cho 32.500.000 nguyên chiếc nhẫn này. Rồi nhìn luôn hay tại sao hay đeo vô ngón cho mấy chị coi. Khi cầm mấy chị xé nó bự. Phải để vô ngón tay để mấy chị biết là cái nhẫn này bự cỡ nào. Đó. Bên hông nè, bên trên nè. 4,5-4,6,3. Nguyễn Thu Ngang 325. Rẻ ta nói nha. Xỉu luôn. Rồi cái này giùm em. Ly 6 ngày em thần tài nha. Em có 4 đứa. À, 4 cục vàng đẹp. Em chốt cho 8 triệu thôi. Vừa bán vừa yêu. Nè con 32 năm ghi cô đi con.
3, 2, 5. Rồi chúc đờm em lên luôn nhẫn nè, ly 6 nha. Đeo trong điện thần tài độ 9 viên ly 6. Em bán 8 triệu một chiếc. Mà cái này là dày luôn, nó chỉ phải mỏng nha. Rồi đôi này em còn một đôi 73 triệu, chụp cho cô Trần Bảo Quyên coi. 73 chụp 73 triệu còn có 1 viên à. 8 triệu có 4 chiếc. Hà Lý của ba coi Trần Bảo Ngọc, giá nó mềm lắm chị gái. Thí dụ như giờ cái đó nó cũ em nó mới sao chị biết, không có đâu. Vàng giống như MC là em nói mới sao mấy chị biết, hiện tại không nói vậy đó chị. Thành ra mình cứ yên tâm, thấy cái nào phù hợp đẹp giá cả ok lụm nha. Giống như bản thân em đâu phải cần thiết gì em cái này 40-50 vậy đâu, em cảm thấy nó 500 ngàn hay 1 triệu gì em thích đẹp chơi. Mà nhiều khi một cái đầm 20-30 triệu mà Burberry hay là Gucci mà em đi chơi mà em cảm thấy ok đẹp hợp, em mặc thử ok hợp em vẫn mua. Nhiều khi chứ không phải là cái gì nó cũng rẻ hết mà cái gì nó cũng mắc hết. Thành ra cái nào mà cảm thấy phù hợp với mình mà đẹp nha, mắc rẻ gì mà miễn nó cũng được. Ví dụ chẳng hạn như mắc thì để đi vô trường hợp mắc, còn rẻ rẻ thì mặc bình thường nha, vậy đó. Rồi chúc em 8 triệu. Rồi tình yêu Jerry Mary Nguyễn, tình yêu trăm cho nên là đừng có lo lắng nha. Rồi chúc đơn giùm em, với lại bây giờ đừng lo là xui hổng xui hay là dí không dí. Đức thắng tài mấy chị, bây giờ tâm không tốt làm việc cũng đâu được gì đâu. Mình làm việc xấu làm sao mình có lọc có dí được nha. Rồi 8 triệu giùm em làm cho tình yêu Đặng Thị Thi, đi số 8 em có. Rồi xã 5 triệu tình yêu Trang Hồng. Xã 5 triệu phải không? Xã 5 triệu em lấy gì? Chị lấy gì á? Xuân Thảo ơi chị, nhà em hơi lâu lắm, chỉ có 10 ngày 12 ngày nha chị. Nhà em đặc sản là lâu lắm. Xã 5 triệu lấy gì á ní? Rồi chủ sòm em là 3 ly 9 nè. Trời ơi, cái vỏ này không có chị mua 31 triệu rồi. Mà hộp này 3 ly 9 4 ly, vỏ hộp luôn em chốt cho 29 triệu. Rồi cái vỏ mấy chị tắm to đùng luôn em, 3 ly 9 nha. Ê nói nghe nè, có biết thân giấy không? Tao ngồi với bây giờ nè, nó bị ướt cái đít tao chân. Để lót chứ đưa không nhiều nhiều đâu không đó. Ướt mem hết ông nội ơi. Nó ghẻ hết nha. Sao mà em bẹt bẹt để cái đó không vậy bà, cái đùi này bà. Ngồi với cái vỏ nó ghẻ. Rồi chốt đơn mẹ em này 29 triệu chủ sòn 3 ly 9 4 ly. Tắm bự luôn em nha, tắm cực kỳ là bự luôn, 2 tầng 1 luôn, tầng chủ là 3 tầng. Chủ sòn mấy 3 ly 6 đâu, 3 ly 6 29 là bình thường. Là bình thường, cái này là 3 ly 9 nha mấy chị em. Vậy là con chốt 73 triệu cho cô Trần Bảo Quyên đi con. Cô Hà Liên không lấy nha, con xã cô Hà Liên đi, Hà Liên mới chụp rồi. Dạ. Rồi Bảo Ngọc Trần 29. Dạ cái này nó ngon hơn hết chứ. Mỹ Kim ơi, Bảo Ngọc Trần lấy trước rồi. Em hết rồi. Mèn ơi sao xả này nha, 42 triệu xe 375 nè, xe 32 nè. Rồi em chốt luôn cho 30. Được đọc tên, có tin nhắn có hình mới có đơn. Nhiều khi mấy chị không được đọc tên, tự nhiên cái đích giả nó chụp hình lên trên đây, cái nó gửi qua mấy chị, cái mấy chị tính gì lại nha. Rồi đẹp giùm em nè. Chị không báo em chị lấy, tại vì chị kêu chụp không mà chụp mới có mã sao không mà chị ơi. Còn viên nào đền không chứ không còn rồi. Mình báo em luôn là mình lấy luôn giùm em á. Tại vì chụp hình là giống như là chị mới có chụp thôi. Chụp xong rồi mấy chị báo ok lấy giùm em mới được. Chết bà rồi, còn sao 30 nước đâu, em đâu còn. Chị Bảo Quyên ơi, chị kia chị xả thôi. Thôi để lần sau nghe. Con bộ Hà Liên của chị ơi con. Vì nói cô Trần Bảo Quyên đây nữa, Vinh kiếm lại cái khác cho chứ giờ không có. Đúng không? Trần Bảo Quyên chốt xong đợi vài bữa đó không con? Đợi vài bữa đó không? Rồi 30 tình yêu Lam ấy nè. 8 triệu nay còn 1 chiếc nè. Ai xả gì không nhớ rồi. Xả thôi, xả cho xả luôn đi. Vô từ 4 rưỡi cho lên nữa em lộn nha. Cho xả luôn đi mấy bà. Chủ sòn 3 ly 3, 3 ly 4 mà đôi này nè 42 triệu nè. Bây giờ bán giá này là bàng hoàng luôn á. Em chốt đơn cho 29 triệu, cái vỏ không có chịu mua 34 triệu rồi. Chủ sòn 3334. Ngọc Lê con lên địa chỉ cô này được không con? Báo rồi à, như cô nói cô Trần Bảo Quyên thông cảm nha. Con nó đợi cho tôi đợi 3 4 ngày đi có lên cho nợ cho. Bán giá đó cho. Cô Ngọc Lê nè. Năn nỉ luôn á con. Đây cô bán vốn tao hoài, bán vốn với tôi nhớ nít luôn mấy chị. Em nhớ nít luôn. Lắc chân thêm chàm sỏ chàm này rồi cuối cùng bữa nay cô lớn gì con?
mày cho làm xong bill này đi, lên đây chỉ cô nhanh nhanh đi con. Đồ đổi rồi sao chị, đồ đổi lâu lắm, mấy chút like đi ông nội. Là có chút like chút ơi không, mấy chị chút hình lâu lắm, năn nỉ luôn. Rồi 29 triệu Mỹ Kim, gái yêu. 30 hồi nãy chút như ngọc rồi. À, măng lỗ cái măng lẹ lắm mấy chị ơi. 54F nè, chai đẹp luôn nè. Chút viên này cho 39 triệu. 39. 6 ly 39 triệu giùm em. Ờ, Quyên ơi, Quyên đợi em đi, chắc em về mài được 2-3 ngày nữa, em có mà Quyên. Chị cứ chuyển cọc đi, còn không thì chị cho em nợ chị đó đi, về bữa em về em bán giá 73 thôi, không bán 75 đâu. 54 FVVS1 nè, mấy chị very good nè. Chơi đẹp luôn, 39 triệu. 48 xe 44, xe 41, xe 39, xa lỗ đất nè cũng đang bán, bán 39 luôn. Bán 39 luôn đó, chơi đẹp luôn đó. Em có chị giỏ nhẫn này. Chị nào bỏ lỡ giỏ nhẫn này, ta nói té xỉu nha. 72, 73 triệu đó, chốt sale 52 triệu nè. Em sale tiếp tục chiếc nhẫn này có 45 triệu thôi à. Dạ không, chị có đó em tưởng chị bóc xả nha, xả xả. Tại cái đó cái người xả em không có nhớ ai rồi à, em không có xả, không nhớ mãi gì, mới công chốt không có lời nhiêu rồi đền tiền cọc. Trời ơi mấy chị ơi, ở đâu ra chiếc nhẫn này. Không có cần để to như vậy đâu, để tầm 6 ly trở lên là ok la rồi. 39 chốt viên tình yêu Liên Phạm nè, 39 nè. Liên Phạm 39 à, quá trời đẹp, 45 triệu Zalo lại giả chị yêu ơi. Rẻ xỉu tan nét luôn à. Rồi à, qua tiên 45. Mấy chị chốt này xả kia là lỗ nghe. Em chỉ ưu tiên một hai cái thôi, chứ để lòng vòng rồi tội nghiệp em thương em nha. Tại vì nhân viên tù lưa tù la các kiểu chứ. 45 qua tiên trước rồi mấy chị ơi. Phạm Anna thanh chút không kịp. 27 triệu đâu này. Trời ơi 27 triệu mà em bán với bà 18 triệu đôi này, ai bỏ lỡ uống giùm em. Ở đâu ra nguyên cái đôi bông đẹp gì, một đôi duy nhất. Nhận em từ 3 ly 6 tới 7 ly 2 được luôn, phong bận vậy. 4 ly rưỡi D nãy mai anh chuyển cho tôi. 45 chị qua tiên trước rồi, 5 chút dưa Phạm Anna đợi chút xíu nha. Ở đâu ra nguyên đôi bông này mấy chị mua đầu 1 mà 18 triệu. Chưa 19, chưa có 20 luôn, 18. Trước tự nhiên gạo Duyên Lý 18 à, Mẫn Nhi không kịp. Mẫn Nhi không kịp. Để coi có duyên để coi nào còn nào không. Mẫn Nhi đợi duyên. Em có hai đầu bông luôn, vui tươi nhỏ nhỏ nè mấy chị. Trời em bán vui vẻ với bà nha. Em bán nha bà, có 9 triệu đâu thấy thương quá trời. 9 triệu đôi bông sờn này em có ngay đôi. Giá quá yêu thương nha, 14, 15 triệu đó mấy chị gái. Ờ chị cứ nói em đẩy inbox vô là được rồi. Em tưởng nó mà mắng dốt, em gì ghi dài quá, thường ghi dài mắng dốt. Còn vô đẩy inbox thì chị kêu đó làm em. Rồi chốt đơn thì nó 2 đôi, 9 triệu. Linh Lê với Lon Lê, dòng họ Lê nè, hết rồi. Linh Lê, Lon Lê rồi. Cho Chu Chiêu luôn, Chu Chiêu là 2 triệu đó ông nội. Rồi chốt đơn 2 triệu em hết. Một đôi duy nhất nha. 28 triệu 500. Em bán vui vẻ luôn ha. 18 triệu à, đây. Ê đẹp quá trời luôn nè, 18. Hồi nãy bạn nào chốt. Ê Mẫn Nhi lấy đôi này đi Mẫn Nhi. Con chụp là con 18 của Mẫn Nhi, coi thử này đi con à, để bỏ lỡ uổng nó 28 năm mới chốt được. 18 à, rồi chốt. À, Mỹ Kim đích giặt 18 nè. Bông ghép 13 nãy cô nào chốt con ấy. Phát Thành đợi chút đi, con Mẫn Nhi lấy không lấy tôi chốt cho tình yêu Phát Thành nha. Dạ 73 triệu. Rồi chị thích cái nào cũng được chị, đợt sau cũng giá đó thôi à. Rồi con chốt cho tình yêu Bảo Ngọc Trần đi con. Rồi xã của Hà Liên 73. Rồi con chốt vào con Bảo Ngọc Trần đi con. À gì à, Trần Bảo Nguyên cái viên 73. 18 triệu của Mẫn Nhi chưa, Mẫn Nhi chưa chốt chốt cho tình yêu Phát Hành. 45 triệu qua tiên chuyển khoản chưa á? Rồi 45 qua tiên chuyển khoản chưa con? Đây 18 triệu có hai đôi nè. Phát Hành đôi nè. Rồi con hỏi của Mẫn Nhi có lấy không? Con nói hai đôi. Mẫn Nhi có lấy không Mẫn Nhi ơi? Để em trước chị bảo một chân. Trời con này 51 triệu.
mà em bán mấy chị 41.500. Học MRO 3 ly. Đồ khoảng con 2 ly rưỡi 3 ly. Đẹp xỉu luôn. Lấy đi gái, đẹp lắm, đó đó đẹp. Vậy là Mẫn Nhi lấy luôn mà bảo Hồng Trần không kịp rồi, vậy là có hai đôi. Đây, ở đâu ra 41.500. Không đẹp em đền luôn cho mấy chị luôn, té xỉu luôn, to đùng luôn, 41.500. 41.500.000. Rồi Phạm Anna 41.500. Còn đẹp đẹp bên đai không chị, đai không đồ, trời ơi, ô mê lý. Ô mê lý. Halo nhỏ nè, 41.500 gì đi con. 5 ly 4 nước y VS tu nè mấy chị, vừa giỏ vô một. Đổi 36 đúng không? Lấy 36 ra con ơi. 41.500 em hết rồi Huyền ơi, Phương Huyền ơi. Trời ơi, 68 củ. Nha, bây giờ em sale giỏ hộp luôn 20%. Nó không có chương trình 20% nha mấy chị. Em chốt cho mấy chị 5 ly 4 nước y vừa giỏ vô hộp 68 triệu, sale còn 54 triệu. Đổi lỗ 10 bán lỗ 15 giùm em, đơn giản mà đẹp luôn nha mấy bạn. Đơn giản mà đẹp. Rồi em thích đồ trước hơn phải không? Em thích đâu trước hơn? Rồi xã 18, khoan từ từ đợi đi. Rồi đợi em chút. 18 Mẫn Nhi xã nè, con chốt cho cô Bảo Ngọc Trần đi con ơi. Cô Bảo Ngọc Trần hồi nãy có chốt cái gì đó chị, có xã gì không đây lộn mấy chị ơi. Chốt này xã kia mà chút, em lộn quá. Em gói quá. Cọc rồi nhé. Rồi 68 em xe còn 54. Ni em đang ni chỉnh sửa đi được, em đang đi là số 9 số 10. Có gì gái nhiêu? Dạ 4.1 rồi. Ôi sao mày không coi của mày đấy? Họ không thấy qua mà nó cắt dấu trừ tiền rồi. Mấy này mấy mày tao đi ghen nhau mà. Chỉ hồi nào? 15:02. Trời ơi giờ này mà nó còn 15:02 mày đưa cái máy kia tao hay là mày nhỏ. Nè tự vô coi đi. Đưa mấy đây con. Quá tiên chuyển rồi gái em. 54 triệu gái. 5 ly 4 bà ơi. Niêm đang đem như là ni số 10, số 11. Nói chung là phải dinh chỉnh sửa ni được. Đâu bông 27 triệu nước ép mà mấy bà xả hoài. Em chán cái đời em, 37.500. Em chốt có 27 triệu. Em bán giá bàn hoàng luôn, 26 triệu bữa nay nè. Em lỗ tụt quần luôn nè. 26 triệu. Mua hai cái viên này không đã giá này rồi cả nha. Thấy cái bơm đây này, tem nè à, đen trắng trắng đen, 2-3 tem mà tấm ly 7 nữa. Rồi chốt cho 26 bị bơm á. 26 cái dinh bị bơm. 26 cái vỏ này. Trời ơi nó rẻ. Ai mua được cái vỏ này 12 triệu là quá sướng luôn nè. 12 dạ không chị ơi. 26 chị Thanh chút. Đồ mới mà có phải đồ cũ. Quá rẻ luôn nè mấy chị. Chủ đang tặng viên nhân tạo luôn 12. Rồi em chốt đơn cho 12 triệu cho ai đây? Chị yêu Yến Trần. Rồi chị Thảo Mai kế dự bị nè. Em hết rồi. Bán nguyên. Chiếc nhẫn này bà nào bao lâu uống nha. 90 triệu sale còn 49 triệu. Bữa nay sale còn 46 triệu. Tắm xung quanh 3 ly 46, chốt nhanh chốt lẹ luôn em. 90 bán còn 49, bán còn 46. Xung quanh gần 10 viên 3 ly, em để người đầu người sau không chuyển liền là uổng nha. Nhận giùm em tầm khoảng 5 ly, 5 ly 4, 6 ly 3, 7 ly 2. Đó, quá trời đẹp chưa. Xuất sắc 46. Rồi, Kensu 46. 46 chốt đơn, Trinh Quỳnh kế bên dự bị. 5 phút không nhận được 5 triệu chốt với Trinh Quỳnh hay không. Rồi, Vinh hết 46. Còn cái nào có để mã sao thả tim vô một cái. 27 triệu có hai đôi nè con. Bơm lần hai đôi bán 26 luôn. Bông bán 26 luôn. Rồi con chốt tình yêu Phạm Bo 26. Rồi đó. Bơm lần hai đôi giữ anh ấy. Bông nơ dễ thương nè, em chốt cho. Trời thấy cưng không? 2 triệu rưỡi bông sòn toàn tan. 2 triệu rưỡi bông sòn toàn tan giùm em. 26 chị Ken Su chị chốt. Hết rồi, 46 em hết rồi mấy chị. Nhận nó quá trời đẹp, một 3 ly luôn. Bông chay bông cái nơ 2.500.000. 300 600 hộp nhỏ chị, hộp lớn 200 500. Rồi, 2.500.000 thu quanh Trần Thị nè. Rồi cái vỏ này ha, 26 triệu bán 19 nó bán 18 nè. 2.500.000. Rồi mới dinh chốt đơn mới dinh hết. Rồi chị nào bỏ lỗ nhẫn này nha, em chốt cho 18.
Rồi nhẫn đang đeo em chốt luôn cho 50 triệu. Em bán ta nói lên bờ xuống ruộng. Dạ, nhảy cầu bờ đê. À, 70 bán còn 50. Rồi, đó, nhận em tầm hộp 39 cho lên là quá đẹp, có 18 triệu mấy chị nhìn nè, nhìn nè. Đó, 16 triệu cô Sukem chuyển 5 triệu chưa? 18 triệu giùm em, 2 triệu đổi em hết rồi. Chị Mai Thanh Hưng đợi xíu coi chị không chuyển em báo chứ. Ở đâu ra nguyên cái nhẫn halo mấy chị, ta bán 36 triệu. Bên hông đây nó có hộp luôn nha mấy bạn. Bên hông đây có hộp luôn nha, 18 triệu. Rồi, chị Thùy Trang trước nè. Vô lộn 17 nha con. Rồi, để người sau đi ông nội ơi. Đó, 18. Rồi, nó cứ nhảy vòng vòng ngoài, tao chống cái mặt tao quá. Ê, tao vô toàn là tao vô lộn 16, 17 gì không mà mày ơi. Vô máy này coi. Máy Quỷ Dương nó bị gì vậy? Nè, 18 nè. Rồi, à, dự bị cho mà Nguyễn Kim Nhi nè. Cái nào có mã dự bị sao thả tim vô. Chút xíu ngoài xã dưới like là tôi xử bạn đó. Tôi xử đẹp bạn đó, không đẹp không ăn tiền luôn đó nha. 70 bán 50. 70 bán 50, ờ bán gì đó. Ờ đã cọc. Rồi đưa đi em đi. Em có lắc tay nhỏ nhỏ xinh xinh nè. Trời ơi, sòn luôn mấy chị. Em chốt đơn mấy chị 19 triệu có lắc này nha. Giá ban đầu của nó đặt lại là 26. À, có toàn tan tăng đưa luôn. 5 viên sòn 2 ly mấy luôn, không cần tốn chủ. 19 triệu giá quá rẻ. Nó rẻ như một cái lắc bạch kim một giả nha. Trời, cái nhẫn này nó thật sự nha. À, chiếc nhẫn này rất là VIP mà 36 triệu cũng rẻ. Nó rẻ bàng hoàng luôn mấy chị, 48 triệu đó. Em chốt cho mấy chị có 36 thôi. À, lắc tay là 19. Thúy Trần Thị 19, gọi ghi lên ngon gắt. 36 triệu lá này. À, để sao chút xíu nó lộn tùm lum chị ơi. Chuyển tiền giùm em đi. À, để chút xíu lộn tùm lum. Thi Trần Thị em ơi. Đây, à, chiếc nhẫn to đùng luôn em ha. Ở đâu ra mà 36, trời ơi. Tiểu Trú Tinh nè. Ờ, đừng xả nó nha, chút lộn tùm lum nghe gái. Nè, 36, rồi em hết rồi. Ok, nếu yêu em hết, em hết. Rồi, dây 4 cánh luôn, vui tươi nè, bán vui chơi nè. Bán 4 triệu thôi. 4 triệu giùm em. Dạ, để chút xíu coi lại có giữ không nghe chị gái ơi. Còn thì em đưa cho chị. Rồi, cho em 4 triệu. Mà viên nó chị ơi, nó bị bọt lắm nha. Nó viên nó không đẹp đâu, để mất công lu bu lắm. Viên nó bị bệnh, bị bọt á. Chứ không phải là viên sạch đâu. Để mất công nhận vô xong cái đi câu kiến, nó nói, ừ, tùm lum. Viên nó hơi tùm lum chứ không phải là sạch sẽ gì đâu nghe chứ. Để mất công chứ nó, ừ, sao nó bị bệnh này kia kia nọ. Viên nó bệnh lắm. Cho nên là để lại đeo. Rồi Lý Phúc Thành giùm em là 4 triệu. À, 18 triệu con xã cô Quyên gạo Lý nè. Ê 18, con hỏi cô Mẫn Nhi có lấy không con? Lấy đâu 18 vô Mẫn Nhi đi. Nãy Mẫn Nhi thích đôi đó mà chị Quyên gạo Lý chị chốt. À, Mẫn Nhi thích lắm. 28 triệu luôn nha mấy chị, chơi đẹp. Lấy cô Bảo Ngọc Trần xã gì nè con. 29 này chút xã chút em gói á. Xã chút em gói. À, không, nó học gời chị đâu kiểm định gì đâu, đâu có ít đi ít ơ gì được. Nó là hàng gời chị. Thôi để viên đó em đeo đi chị, nó không có bao nhiêu để mất công lu bu. Viên đó em hơi ấy lắm, để em đeo đi chị, nó công lu bu. Rồi 4 triệu là em chốt cho tình yêu Hồ. À, cái dây 4 cánh nó chốt tình yêu Hồ Vi Ái đó con. À, Hồ Vi Ái lắc tay 28 luôn em. 19 triệu này Trần Thi lấy rồi nó yêu. Tại nó không được đẹp thì để nó để ra xài. Lý Phước Thành nhưng mà ta nói ta không chịu. Ờ, ta nói trên đây nè, chưa bấm xả. Vô 54 được chị gái. Em bán luôn cho 28 triệu 500. Dạ được, dạ được. Được chị gái em. Chủ sòn 4 ly 2 luôn, 28 năm. 28 triệu 500 ngàn, chủ sòn 4 ly 2. Rẻ, ta nói uống nhiêu, oh sorry, 3 ly 9. 3 ly 9 4 ly F2 giấy 12.8 á chứ. À, còn khoảng 5 viên rồi chứ em bán hết trơn rồi. Còn 5 viên 4 ly F2 giấy. 28 năm Thảo Mai này con. Rồi Thảo Mai chốt đơn 28 này. 28 năm Thảo Mai. Rồi em chốt với mấy chị luôn em. 5 ly nước y nè. VS1 Vaseline như này nanh phai nha.
Vỏ hộp luôn 46.500.000. Em xem với chị luôn 15%. 5 ly 4, em chốt cho 39 triệu. 39, 39. Liên Phạm xã viên 54 này gái. 39. Rồi, xã Liên Phạm 54. 54 này 39 triệu. Dạ ông để em đeo rồi chứ không cảm gì mấy mấy cục gì. Nhưng để em đeo rồi chị gái, em làm lên cái mặt dây chuyền em đeo rồi. 39 triệu. Em kết lên cộng dây chuyền cô dê em luôn rồi. Tại vì cái đó để đeo luôn rồi. Rẻ rẻ mà để đeo dây chuyền chơi. Rồi 39 triệu. 54 nãy nước ép VVS1 em chốt có 39 triệu đó chứ. 39 ở dưới bình riêng. Đẹp xuất sắc luôn em 39. Chủ sòn 54 luôn nghe gái. Nước y VVS1. Này em đang đeo đi số 9 số 10. 465 sale còn 39. Rồi chị nào lấy viên không nước y này em chốt cho 20. 25. Giỏ em chốt cho mấy chị luôn. Giỏ em chốt 15 nha. Còn nguyên cái gì là 39. Giỏ chốt 15. Còn viên là 25. 54 nước y ha, tục nước. Rồi chị nào muốn lấy giỏ, giỏ muốn lấy hộp hộp. Còn nguyên cái này là 39. 4 ly rưỡi ép 2 giấy nè. Có 1 viên nè. 2 giấy luôn nè. Em chốt viên này mấy chị luôn giá 21 triệu. Kiểm định nước ép 2 giấy. Rồi con lấy cái viên cho con Hà Liến nha con. Viên 54 Hà Liến. Rồi em còn cái giỏ là 15 đó. Con chốt cô Thi đổ cái giỏ 15. Chụp cho người cái giỏ nữa ha. Tách liền hơi lộn tại chút xíu đến mấy 2 món. Rồi em chốt cho 21 triệu. Kiểm định 2 giấy luôn nha. Nước ép VV xoa luôn em nè. 21 nha nước ép. 21 chơi. Chủ sòn 3 ly 9 4 ly. Rồi chuẩn bị nha. Đẹp xỉu luôn nha. 389 nè. Em sale cho mấy chị luôn là 20%. Em chốt đơn là bông này có 30.900.000 mấy chị ơi. Mà tấm lớn lắm mà đẹp lắm mấy chị. Giống như gần 40 giờ còn 30 đó. 30.900.000 giùm em. 3 ly 9 nha. Nguyên đo gì luôn. Đẹp xỉu được sale 20%. Giỏ hộp luôn. Sale 20%. Dây này 15 triệu, chị nào xả nè thì chị gái. Dây với mặt luôn 15. 15. Cái đó bên hông nó có xúc cái hộp nó nhà hộp tắm chứ không. Rồi, 39 triệu sale còn 3. Em chốt luôn cho 30 đi. 3 ly 9 nha mấy chị. Để ý này cái vỏ này tắm xung quanh vỏ to đùng luôn nha. Tắm hộp tắm rất là to. 3 ly 9. Em chốt luôn cho 30. Rồi dây em chốt cho 15. Rồi mấy chị không mua kết thúc tại đây nha. Mua nữa em lại nữa còn không xuống à. Bye bye. Bye nha. Dây 15 bông 30 nha. Tạm biệt nha. Không mua tạm biệt nha. Bye bye. Mai gặp lại nha. Mai em lên bịch kim. Mai em lên sọt đầu tiên. Ha. Giờ này cái tự nhiên cái đầu mũi em nó. Mua kìa. Mua dây lai nữa. Ok ok. Lắc tài hả? Lắc tài bán 28 triệu ghẻ. Vỡ ế thằng chết nè. 30 thảo mai mà xả kịp không? Tôi biết mà. Đây. Dòng đinh 48 không có. Rồi. Mua đi lay nữa chứ không à. Nè em xả luôn cái bà luôn ở đâu này nè. Em bán với bà luôn giá té xỉu luôn 15 triệu. 24 bán 15. Mặt chữ T. Dĩ mới được chứ không gì bắt đầu à. Phải thấy tay suốt với bà mới gọn gàng đâu. Kiểu là giống như mà chồng mà chuẩn bị mà có gái mới bắt đầu mới dữ dằn mới dọn lên. Mấy này kia kia nọ. Cái hùi mới được. Rồi 30 nè. Nhẫn hai chế. Nhẫn 42 này chế. Cái con này đi. Nó sàn nhiều lắm. Nguyên em nói thật sự mấy chị mua chỗ khác. Hổng dưới 70 triệu em chặt cái đầu làm cho mấy chị làm cho ghế ngồi mấy chị. Cho mấy chị ngồi ấm đít mùa mưa ngồi ấm đít. 15 triệu tình yêu Lâm Bình. Nghĩ mày sao mày xáo vô xáo giao vậy mày nghĩ sao mà đa ta le to đây. Rồi 15. Chốt đơn bông tai 15. Bán luôn cho 27 triệu thử coi nó làm sao nè. Lỗ không nổi. Bây giờ quỳ dốt quỳ ơi chân 3 ly 9 4 ly nè. Cho nhanh nè đó. Nhận 39 triệu nãy ta lấy luôn rồi gái ơi. Xà bông, chị lấy nhẫn xà bông. Chị cho em xin mãi bông là mãi gì đây chị ha chị Vân. Chị Vân ơi. 3 ly 9, mà tấm nó to lắm mấy ông nội ơi. Không phải 3 ly 6, không phải 3 ly rưỡi đâu ha. Cái vỏ không á chị mua 30 triệu rồi. 28 triệu 500 bảo đảm là cái vỏ không rồi. Em chốt cho 27 triệu chủ sòn 39 4 ly. Bà bán gì hồi chưa? Dạ.
Rồi chị yêu Trần Văn xã 19 lấy 19 nha con. 27 triệu chốt cho chị Hà Quỳnh nè. Đó, cứu giới cuộc đời em. 27. Rồi, 42 luôn em. Rồi mấy chị qua lấy 19 triệu cô Dân nha con. Bữa nay ngưỡng 6 chiếc này em về được 5 chiếc em bán tặng nha. Mùa này là bán tặng thôi chứ mới bán được, còn bán mà không tặng là bán không được. Chỉnh đi được luôn nè mấy chị. Em chốt cho 15 triệu 15 triệu 6 chắc 156. 6 viên hộp 2 ly 2 luôn em. Cái vỏ không có chị mua chỉnh 20 triệu 500 rồi. Yes I do. Ê bán gì đó. Đây gái. Cái vỏ này 19 triệu đẹp quá nè. Mẫn Nhi ơi, em còn đây không? Bán 18 năm cho Mẫn Nhi nè. Mẫn Nhi. Em mà kêu tin nhắn điện thoại kêu con ấy giùm em đi 0339662 số em đi gái. Trời gần 30 triệu đó. Đồ bông này đẹp dữ lắm ông nội ơi, chị Dân xã uổng cái chị Dân. Mà đeo mà đẹp nhất ngân hàng luôn á. 18 triệu 500 ngàn vỏ bông này lạ đẹp nè, Mẫn Nhi lấy. Đẹp, rồi nhẫn 15 16 nè. Bông đẹp hết rồi chị Mai Lâm ơi. Dạo này dạ em cũng chăm chỉ lắm đó chị. Chế ơi, chứ em còn hàng nhiều quá em không ủng hộ được nha chế. Em còn nhiều luôn. 4 rưỡi 5 ly ạ. À? Còn luôn, em còn nhiều lắm chứ thông cảm giùm em nha. Thứ không chột hàng. Em còn nhiều đồ lắm. Năn nỉ. Xèo luôn quá. Dạ. Em còn nhiều lắm chứ tại mấy hôm nay em cũng còn hàng nhiều á. Dạ. Để khi nào em hết em ủng hộ nha. Rồi chứ sao ha. Dạ dạ chị. Rồi 15 6 đẹp xỉu luôn em 5 cái. Bích Vân này 18 năm chị nào lấy đây. 1560 Bích Vân nè. Trời đẹp lắm mấy chị. 42 triệu triệu Tú Linh ơi, lấy nào? 42. Chê xả lỗ đó, chê đẹp đó 18 năm ai lấy rồi. Nè, đó sầu full luôn em 156. Ở đâu ra mà giá này? À, đâu ra mà giá này 156 nè mấy chị, cũng đeo cũng danh dưỡng chở được luôn. Danh dưỡng chở được luôn. Danh dưỡng chở là vô tư. Dạ rồi tình yêu Lâm Chúc 42 nè. Đừng xả nó nghe Chúc em bị gói á. Cái chị này đầu lại này xả Chúc cái em bị gói. Em chóng mặt quá. Em bán xả lỗ không đó, mua giùm em đi. Nói nhanh đi, mùa này bán lô lỗ bán mới lẹ. Bán lời bán ghen nghỉ. Thủy Liên xả 22 nè. Xả 22 nè, lấy em mai bán lại đi con. 156 nè à. Rồi em chốt tình yêu nào Kim Thúy nè. Thảo Vi nè à. Em chóng mặt rồi đó. 15 triệu sao 12, 12 triệu lấy ra đi con à. Rồi tình yêu Bích Vân Nguyễn là 15 6 nè à. 22 triệu chiếc nhẫn đó à. Giờ ghé tiệm xong rồi coi xong rồi xả tại tiệm hả à. Không được chơi gì ai chơi lại cha. Bị đòn 5 cây cha ơi. 22 triệu chú tình yêu Mỹ Nhiên. Chú xong lại tiệm lấy. Rồi vô lai xả. Vậy có được chứ ơi, nghiệp tôi trời trời bị đòn giờ cắn cắn nó tay giờ nè. Đưa nhẫn đi con. Ôi con nó rất học tắm mà, nhận học lại bình thường. Trời ơi. Tao đụng nó có gì đâu mấy chị. Mỹ Nhiên chốt đơn nè. Không là con lên địa chỉ con này đi, chốt xong mà lại tiệm. Vậy là chết luôn á, tội nghiệp tôi nha. Rồi 5 triệu em chốt chai đây 15 6 á chị, chủ 2 ly 2. Hồi nãy bạn nào hỏi em 25 triệu còn không nè. Chủ sòn 3 ly 6 nè. Để mai gì bị gì tình yêu phúc đi. Nó có xúc cái xe hột tắm bên hông em nhận lên cho mấy chị rồi nói sao mấy chị. Những cái nó xịt ấy quá. 22 triệu để sao phút em phúc. 3 phút sau chuyển tiền liền con à. Rồi thông cảm giùm em. Rồi 25 triệu chủ sòn 3 ly 6 luôn. Cái vỏ không mấy chị mua giá này rồi. Bạch Tiết chốt đơn đẹp lắm Bạch Tiết ơi. Muốn làm đẩy xin làm đẩy cho Bạch Tiết. Ok Bạch Tiết. Hỏi tụi em về chị yêu Mỹ Nhiên mà áo đỏ trước bạn lâu lắm á. Trước lâu lắm. Nè, chủ sòn 3 rưỡi nè. Đâu này vừa bán vừa yêu nè. Cái vỏ không có chị mua 18 nè. Mà vỏ với hộp em chốt cho 17 triệu. Dạ ta lấy chị Linh Mỹ ơi, ta lấy rời nè. Vỏ sòn 8 viên to luôn, chủ sòn 3 rưỡi 36. Làm đẩy được cho nó khỏe ha. Em chưa chọc cho nhân viên họ nó làm đi. Rồi em chốt cho 17 triệu. Quỳnh Cúc chốt đơn nè. Ghi mẹ đi hết nè. Nè bông đang đeo nó 15 triệu còn chiếc đây nè con. 18 năm nay ai lấy đây.
17 triệu chứ có đó. Rồi tới 30 này, tặng 5 cộng nha, 13 năm. Xe 30 nè. Em chốt xả mấy chị 9 triệu 450 ngàn. 9450. Được được, em đặt cọc đi rồi nữa em. Ê, hết pin ông nội rồi. Sao mà data đi to le 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 lỡ ra bè. Kịp không. Rồi. Không kịp là chuyện gái em nó vui lắm. Đặng nó tắt à, mình gánh cả gia đình đó con. Mùa này đó mấy chị à. Rồi em chốt 9450. Dài từ 4 tấc rưỡi tới 5 tấc nha mấy chị. Vì nó có khúc tăng đưa ở đây. Giá rẻ quá. Em bán vui chơi mấy chị tặng mấy cái đó. Ok gái. Chốt chiếc cuối cùng nha. 945 em có cái một duy nhất. 945. Bông ghép 13 chỉ chưa biết xui hả? Chưa biết thôi xui rồi, nhiều khi vậy gì. Rồi. 12.100. Xe 30 nè. Em chốt đơn với chị luôn, giá quá rẻ 847. Áo mấy chị mua trên mạng, em mua bán áo mà chợ thiết kế đồ dởm dởm mấy trăm ngàn cái à, mất tiền đâu. Đi đâu mặc đồ mắc chứ, ở nhà mặc đồ. Chứ mấy chị biết sao, tại vì bà chị bà giặt đồ, ví dụ bà giặt lần là giống như là mấy chị mình đặt 3 năm vậy đó. Kiểu không có kỹ, chị không chịu thôi à. Được cơ. 175, 17 là giá like đó. 847 là tình yêu Lê Quỳnh. Dài trong nhiệt này, dính áo nè. Xã tình yêu Quỳnh Cúc nè. Xã bông 17 nè. Rồi Lê Quỳnh lấy này nè. 847. Miền cho đi ăn. Chờ ra miền ta. 18.2 nè. Cái này em sale 50 nè mấy chị. Tại cái này nó cái trọng lượng cái mặt nó hơi nặng chút xíu. Chốt đơn giùm em 9.1 triệu. 9.100.000. Sòn ha. Sòn viên chủ viên này luôn em. Viên nhảy nhảy là sòn luôn, đang là màu hồng nha. Chị nó thích si trắng thì cứ si giùm em 9.1 triệu. Em bán tặng 50, 30 đó khúc cuối. 91 nhanh. 847 ai hết rồi chị gái. 9.100. Bán cái này halo này 20 nè. Bán cho nó gọi là ngất ngay cành đào đó. Xả vô xả ra lần thứ 3 nè. Nè Phúc Nguyễn ơi. Đây rồi chốt 26-27 triệu mới chốt được đó. Hôm qua khách chốt rồi nhưng mà tại ta đổ qua mẫu kia. Mình nói cho nó đúng nha. Em bán cho 20, nhận em từ 4.5 ly trở lên. 20 vừa bán vừa yêu. Chủ sòn 3233 nè, 41.500 nè. Em bán luôn cho 29 triệu. 20 Thúy Cẩm Trần Thị nè. Rồi em để sao cho tình yêu Huyền Lê nè. Em hết. Bông tai 415 nè mấy chị. Chủ sòn 3233. Quá trời đẹp luôn chưa. Si trắng được đó em, si trắng miễn phí á. 847 ai lấy là Ngọc Ly yêu rồi. Rồi tôi chốt đơn bà luôn 29 triệu. Ở đâu ra mà vừa vỏ vừa hộp 29 đó chị. Cái vỏ không bao nhiêu tiền mà mấy em nội ơi. Chủ sòn 3 ly mấy luôn. 29 15.6 chắc còn chứ đó, cho tình yêu Nguyễn Phương Hồng đi con. Ê mã sao bà có chứ không được nha. Mã sao chưa được nha. Mã sao có thì em lên có em chuyển tiền nha. Rồi em đối với chị chiếc nhẫn này nó to đùng nó dày nè. 50 triệu nè, 50 cũ nè. Em bán tặng xong xuống like nè. Bán tặng nha. Bán cho 38 triệu. 15.6 còn chứ đó gái. 15.6 em còn chứ. Rồi chốt em 4.5-4.6-3.7.2. Dạ mới thấy chị nói Lê nè. Siêu to khổng lồ luôn em, 50 triệu bán 38. Nguyễn Thu Ngân chị ơi, có xã 32 năm không chị ơi? Xã 32 năm không? Hết rồi. Thôi cô có xã 32 năm không? Có rồi, lấy ra đem lên lại nó hư lên đúng không? Rồi tặng chiếc này nữa em xuống nha. 45 triệu. Rồi chốt luôn cái nhẫn này cho mấy chị luôn, 34.500.000. Rồi xã 32 năm con ơi, chiếc nhẫn vuông cũng đẹp lắm. Lấy đúng bọc. Rồi ai bỏ lỡ chiếc nhẫn này là tiếc nha. Ở đâu ra mà bán 34.500.000 chiếc nhẫn này. Thiệt luôn á mấy chị. Cái đài không ra giá này chưa tính cái chủ á. 45 triệu lên 345 nhanh. Nhận em 4.5-4.6-3.7.2 mem. Đó, đẹp xuất sắc luôn mem. Và 38 triệu mấy chị đặt lại.
Rồi Trần Huyền em 345 nè, chị Lan giỏi chút không kịp nữa. Rồi em hết nha. Không còn. Rồi 325 lên lại, 325 đẹp lắm mấy chị. 325 bao đẹp. Ê. 345 có đèn chiếc nữa nè. Nè con. 345 chụp cho cô này. À, Chi Lan và Lâm Trúc này, Lâm Trúc bây giờ chốt từ lưa tà la này, có chừng lộn không gái ơi, rồi cuối cùng lấy mấy chiếc nè con. 345 nè. Là có thể 3 chiếc sao tự nhiên bỏ hai bọc riêng cho trời Phật. Rồi. À, mới hay dinh ở ngoài baby ha. Cảm ơn chế. 15-6 vô nhẫn 5-6 hộp tình yêu Phượng Nguyễn nha con. Baby John xanh lắm mấy ba ơi, mấy bạn ơi. John xanh dữ lắm. 325 còn con này nè, đẹp lắm. Nhẫn 22 triệu xả vô, xả da, xả da, xả vô, cuối cùng sao đó đấy. Nè rồi, chốt đơn em 32.500. Trời ơi, chiếc nhẫn này mấy chị mua tới 48 triệu quá, 46 triệu lần á. 22 triệu rồi rồi, gái ơi, Yến ơi chứ phải trả tiền lại cái đó cho em mày. Ở đâu ra mà mua đầu đầu 3. Mà đâu phải là đầu 3 ít bự nữa mấy chị, đầu 3 ít nhỏ. 32.500.000. Đẹp nó rộn ràng, rộn ràng. 4.5-4 sao 3. Rồi, cuối like tặng cho 32 triệu xuống nha. Bye bye, 32 triệu. Bye bye.